thể thao Edifice mới, mặt kính Sapphire, chạy bằng năng lượng mặt trời. EFS S550DB là sản phẩm được Casio phát triển với sự hướng dẫn của đội ngũ kỹ thuật của đội đua Scuderia Toro Rosso, một đội đua giữ vị trí khá cao trên bảng xếp hạng F1 của công ty nước giải khát Red Bull và cựu tay đua Gerhard burger So với các mẫu đồng hồ thể thao Edifice khác, thành viên mới có thiết kế khác biệt với vành bezel đếm ngược tạo hình lốp xe độc đáo, chúng tạo cho đồng hồ sự gai góc và nam tính phù hợp với hình tượng của những tay đua xe công thức và fan hâm mộ bộ môn thể thao đầy mạo hiểm này. Vành bezel đếm ngược cũng hỗ trợ quản lý chế độ hiển thị giờ hiện hành. Tính năng này cho phép đếm ngược thời gian đến sự kiện theo lịch tiếp theo hoặc thời gian còn lại cho đến khi cần hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. Tất nhiên, EFS S 550 DB vẫn giữ vững vị trí là dòng đồng hồ ghi thời gian hàng đầu dành cho bộ môn đua xe, song hành với Scuderia Toro Rosso, đội đua không ngừng vượt qua các giới hạn về tốc độ. Casio Edifice cũng không ngừng phát triển thêm nhiều tính năng cho dòng đồng hồ này, sắp tới là một sản phẩm đồng hồ có thể đo tốc độ. Một điểm nổi bật của EFS S550DB chính là vận hành bằng pin năng lượng mặt trời. Ưu điểm của loại pin này là sai số thấp, dễ sử dụng và không phải thay pin thường xuyên. Chúng có thể sạc khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc đèn huỳnh quang. Thời gian sử dụng cho mỗi lần sạc lên tới 5 tháng. Casio cũng nâng cấp mẫu đồng hồ mới mới này lên mặt kính sapphire cao cấp có khả năng chống chảy xước cao hơn so với dòng đồng hồ EFS S550 đã ra mắt trước đó. Kính sapphire vốn nổi tiếng trong ngành công nghiệp đồng hồ là loại kính có khả năng chống ăn mòn, có độ bền cao và hầu như không thể phá vỡ. Về thiết kế, EFS S550 DB có phần mặt số trông tựa như bảng điều khiển xe hơi, gờ chống đảo chiều, vành bezel đếm ngược trông tựa lốp xe cá tính và độc đáo. Bên cạnh mẫu dây kim loại thì Casio cũng ra mắt đồng thời hai phiên bản EFS S550PB dây da và EFS S550BL dây vải. Cả ba mẫu đều lấy màu đen làm chủ đạo. Đồng hồ Edifice Apps S550DB hiện đã có mặt tại các shop Casio Anh Khuê trên toàn quốc. Cuối tháng 6 này, Anh Khuê Sài Gòn ưu đãi đặc biệt cho các cửa hàng tại Huế, Phú Yên, Quy Nhơn, giảm tới 30% và tặng voucher trị giá tới 1 triệu đồng cho tất cả khách hàng tham gia mua sắm. Để biết thêm thông tin, độc giả vui lòng liên hệ. Anh Khuê Sài Gòn, nhà phân phối duy nhất và bảo hành chính thức đồng hồ Casio tại Việt Nam. Website www.anhkhuesaigon.com, Việt Nam. Fanpage Casio Anh Khuê. Hotline 0934 003 -403.